Chào các bạn. Chào các bạn đã đến với kênh Minh Trần Cuộc Sống Vùng Quê Mỹ. Các bạn ơi, hôm nay mình phải đi nhổ kiệu lên để mình đi trồng chỗ khác các bạn. Tại vì mấy con gà của mình nó phá banh nhà của mình rồi. Mình đi làm á, nó vô nó lén lén nó vô, mình làm hàng rào rồi nhưng mà còn một chỗ hở thôi. Nó chui vô các bạn. Nó đạp phá hết ráo rồi. Nó phá banh mấy cây lá cẩm của mình. Rồi xong rồi bay qua đám kiệu của mình. Bây giờ mình phải nhổ lên để mình trồng đi chỗ khác các bạn. Đó, đây là đám bí của mình đó các bạn. Các bạn thấy mấy trái bí các bạn có mê không? Mình thì mê lắm. Đậu que của mình nè. Bây giờ các bạn coi đậu que của mình trước đi ha. Rồi mình sẽ cùng nhau đi nhổ kiệu ha. Đó, bí của mình đó các bạn. Biết không, đây nó vàng vàng lá rồi, nó dấp già đúng không? Trái bí nó nằm trong này nè các bạn. À, các bạn thích không? Mình cũng không hiểu tại sao ha. Có trái thì bông, có trái thì màu này, có trái thì nó ra trái tròn, có trái thì nó dẹp dẹp như cái bánh xe. À, cho nên mình cũng không biết tại sao nữa. Đó, còn đậu que của mình đây nè. Wow. Hái nữa thôi. Nhiều quá rồi, không hái thì nó lại bự trái. Uổng. Ham lắm các bạn. Quá trời ngon luôn. Bự vậy chứ mà non lắm. Mình hái mình ăn không hết. Không biết giờ mình để mình cho Phi có ai lấy không ta. Chồng rồi cho Phi. Nhiều lắm các bạn. Ôi trời. Hái trời đã nè. Các bạn coi nguyên chồng luôn nè. Lấy kéo mà cắt cho nó nhanh chứ hai các bạn ha. Đó, mình khoe với các bạn vậy đó, nhiều lắm. Mình ăn không có hết. Trồng có 2 giây thôi đó các bạn. Cái hồi nó có trái là mê lắm. Mình kể cho các bạn nghe. Bạn của mình á, trồng rồi xong cái thấy nó lâu có trái quá, nhổ dục. Trồng tới 20 giây luôn, nhổ dục bớt, chừa lại có 2-3 giây vậy. Tới hồi có trái chị ta mê quá, chị ta tiếc. Giờ đó trời ơi, tiếc gì đâu á. Nhiều lắm, mình chưa hái đâu. Các bạn thấy không nè, trái rồi, cái lũ khổ trong này nè, nó bự lắm các bạn, mê lắm. Các bạn trồng thử đi. Năm nay mình không có trồng nhiều, mình trồng 2 giây thôi. Đó, thì mình chia sẻ với các bạn biết cái này nè. Kiệu này á, mình mua là 30 củ, 30 củ, thật ra có 29 củ thôi. Mà hết $20. Cái mình trồng từ tháng 9 năm ngoái mình trồng cái mùa đông xuống nó lạnh. Nó đâu có lớn đâu các bạn, nó nằm đó nhưng nó không chết là mình mừng lắm rồi. Xong cái mình mới tới hồi tháng 4 á, mình nhổ lên mình trồng lại. Thì mình nó chỉ có tăng được có 2 củ thôi. Củ nó cũng không có lớn như vậy đâu, củ nó bé bé thôi. Cái mình chia cho chị bạn mình hết phần nửa rồi. Rồi mình để lại phần nửa mình trồng. À, thì củ nó cỡ này thôi nè. Bây giờ mình trồng nó được củ bự như vậy nè các bạn. Nè. Mình trồng được củ bự như vậy nè các bạn. Nó đẻ ra cái củ bự như vậy nè. Thì bây giờ tính ra mình cũng còn có 30 củ lại các bạn. Thì tức là nó đẻ ra. À, mình trồng từ tháng 4 tới giờ là tháng 8, cuối tháng 8 là 4 tháng đó các bạn ha. Đó. Thì tại vì mấy con gà nó phá của mình, nó banh lên của mình đó, cho nên giờ mình phải nhổ ra rồi mình trồng lại. Thì mình thấy vậy nè các bạn, mùa hè mình trồng kiệu á, nó phát triển tốt hơn là mùa đông. Nhưng mà cây kiệu này nó không chết, mùa đông nó vẫn sống. Thì thôi bây giờ mình sẽ trồng lại rồi để ra nó nằm ở dưới lạnh vậy đó, rồi mùa hè năm sang năm á, nó nảy củ lên rồi mình sẽ khai thác các bạn ha. Chứ nó không phát triển đâu. Bây giờ mình thấy, mình qua mình trồng mình thấy vậy đó. Để thử năm nay mình làm giống vậy thử coi. Bây giờ tháng 8 rồi mình nhổ lên là cuối tháng 8 rồi, thì tháng 9 mình sẽ trồng. Hồi mình trồng là cũng vậy đó. Đó mà mình không thấy phát triển. À, năm nay hay là chỗ đó đất không tốt không biết. Còn năm nay mình trồng từ tháng 4 mình nhổ lên rồi mình trồng lại thì củ mình nó bự như vậy nè. Các bạn thấy củ bự không? Đó, thì cái kiểu bự này ta gọi là kiểu trâu nè các bạn. Đó, nó sẽ không bằng, không thơm bằng kiểu Huế. Và đây là kiểu Huế nè các bạn.
kiểu Huế này á là mình mua ở bên Cali á đó, kiểu Huế này là cỡ này thôi, bự nhất là cỡ này thôi các bạn. Thì mình trồng nó hồi tháng 5, mình mua hồi tháng 5, mình trồng hồi cuối tháng 5 thì cũng bị gà nó bới lên đó, nó không phát triển nhiều, bị gà bới lên mà đó. Thì bây giờ mình sẽ trồng chỗ khác để cho nó không bị gà bới nữa đó, kiểu Huế rồi các bạn nè, đó kiểu giống nó vậy đó các bạn. Ở mình trồng được như vậy nè, thì bây giờ mình sẽ nhổ những cái bụi kiểu nó có còn lại, mình tính để lại, mình tính để lại, nhưng mà hồi nãy anh xã mình nói chứ thôi mình trồng ở chỗ khác đi, đem vô trong kia trồng. Thì chiều nay mình sẽ làm đất mình trồng, thì mình sẽ nhổ luôn đi đó đó các bạn. Mình trồng là có 2 tép thôi, bây giờ nhảy được 4 tép cho mình rồi nè đó. Thì có sự phát triển là vậy đó các bạn ha, nhưng mà cũng không có bự các bạn, chưa bự đó. Đây đó, kiểu Huế là chỉ vậy thôi nha các bạn nha, không bự hơn nha mà rất là thơm. Đó là giống mình đang gây đó các bạn, các bạn coi bên đó đó, kiểu Huế là các bạn nè đó, nó vậy thôi. Thì mình muốn làm cái video này để chia sẻ là cho các bạn với là mình trồng kiểu tháng mấy thì mình thu hoạch được vậy đó. Thì có thể tháng 8 mình thu hoạch nha các bạn ha. Đó, kiểu Huế của mình đây. Đó, được như đây rồi nè các bạn nè. Mình đang gây giống mà. Cũng nhờ mấy con gà nó phá đó, rồi mình mạnh dạn là mình khai thác luôn để trồng lại. Vậy mình mới có cái nghiên cứu đúng không các bạn, chứ mình cứ nghe nói không, mình không biết ai nói đúng ai nói sai không, mình phải tự làm thì mình mới biết đâu là đúng đâu là sai. Mình không có nghe, nó tính là mình tính mình ngang ngược nó nhẹ các bạn ơi. Đó. Cái chỗ nào nó không có tốt thì cái cũ nhỏ xíu à, nhưng mà nó có sự phát triển là nhân đôi cho mình là được rồi. Ừ, mình trồng một tép ra hai ra đôi là mình vui rồi. Quan trọng là đừng mất giống thôi, mình đang nhân giống thì đừng có mất giống của mình là được rồi. Đó. Mình không ngại khó. Nếu mà nói về cái tính lì lợm và chịu khó thì chắc mình cũng thường thừa. Ờ các bạn coi nè, gà nó đá banh nó văng tùm lum hết của mình nè. Thì mình sẽ nhân giống. Trời ơi quý lắm á các bạn ơi. Kiểu nó thơm gì đâu á. Rồi mình có như đó thôi. Chỗ này bên này thì là hè. Gà nó banh nó phá. Rồi, hết rồi. Đó thì bây giờ mình sẽ đi cắt đậu để mình trồng. Các bạn đi với mình nha. Rồi nãy giờ mình bới thêm được vài củ kiệu nữa các bạn. Thì bây giờ mình bắt đầu mình làm kiểu này để mình đi trồng ha các bạn ha. Kiểu kiệu khi mình trồng á các bạn, mình cắt bớt cái rễ của nó đi ha. Mình cắt bớt cái rễ của nó đi nha các bạn. Đó, rồi mình cắt bớt cái đầu của nó đi nha các bạn. Thì mình trồng nó đâm lên nhanh lắm. Đó. Cũng giống như là khi mình làm kiệu để ăn nữa các bạn. Đó. Thì bây giờ mình nếm thử ra mình được bao nhiêu củ ha các bạn ha. Cây kiệu nó có bông á thì nó sẽ nằm bên hông của cái kiệu nè các bạn. Đó. Trời, bị gà nó mổ tan tầm hết rồi hai. Cái này chắc mình test là được 2 củ không các bạn ha, mình nghĩ chắc được á. Hay là mình cứ để vậy mình trồng đi. Đây nè, được 2 củ nè các bạn nè. Tép là được 2 củ luôn đi, mình trồng mỗi chỗ mình trồng một tép thôi là nó phát triển ra nữa các bạn, cho nên mình cứ mạnh dạn mình tép thôi ha. Đó, đây mình được 2 củ đây. 5
làm kiểu này còn đỡ đỡ, làm kiểu quế là phải phải nhất các bạn ha, tại vì củ này nhỏ chín. Các bạn thấy không, muốn ăn kiệu nó khổ không? Tại vì bên này kiệu tươi không có các bạn ơi, kiếm hiếm kiệu tươi lắm. Thường mình mua toàn là kiệu người ta muối sẵn á, mà nhiều lúc có người muối không có theo cái khẩu vị của mình á, nó ăn không ngon, nó không giống cái của mình làm, cho nên mình muốn tự tay mình làm, mình ăn nó ngon. Quên rồi, điếm giỏi lắm các bạn ơi, quên là thôi mình đó. Thì giờ mình làm như vậy thì mình sẽ được cái kiệu để mình đi kiểu giống như mình trồng đó các bạn đó. Bước rễ đi các bạn ha, nó sẽ mọc rễ mới, nó cũng khỏe lắm các bạn ơi, nó không có khó chịu đâu, tức là nó không có cái ẩm ẹo đâu, mình cắt từ lũi vậy đó, nó lên nhanh lắm, tại vì mình trồng nó năm mình biết. Đây cái bông kiệu này các bạn nè, nó cũng giống bông hẹ vậy đó. Định để cho có bông, rồi lấy bông đó thử coi rồi có hạt á mình gieo lại nó có lên như hạt hẹ hạt hành không. Ai về đâu mấy gà nó làm giùm mình hết rồi. Củ này đã dễ sợ. Cái lá kiệu này á mình muối chung với lại dưa giá các bạn, thơm lắm nha các bạn. Lát mình lụm lại, mình rửa rồi mình muối với dưa giá. Bỏ miếng cà rốt vô nữa, giá mới làm nữa chứ trời đã. Thì hôm nay sao hên dữ vậy. Không phải cảm ơn mấy gà, nhờ mấy gà mà mình mới khai thác kiệu, chứ không chắc mình cũng chưa đâu. Mình đợi cho nó ra bông, nhờ mấy gà nó bới là văng tùm lum hết rồi ra lụm nè. Thôi sẵn vậy đào lên trồng mới luôn, thấy nó cũng bự cũ rồi đó, mà nhờ vậy mình mới có video cho các bạn biết rằng là kiểu mình trồng mùa hè từ tháng 4 đến tháng 8 mình thu hoạch được rồi các bạn. 4 tháng mình thu hoạch được rồi, bự rồi, thu hoạch được rồi, có bông là nó già rồi, mình khai thác được rồi. Tại vì mình muốn nghiên cứu thử coi bông hẹ mình có trồng được không, có ương ra hạt hay không á. Tại vì mình ít quá cho nên mình tính làm vậy thử coi, mà không ngờ mấy con gà nó không cho. Đây là âu tại số phận ha các bạn ha, âu tại số phận. Thèm ăn kiệu mà mua tới 20 đô la các bạn ơi, các bạn thấy mình gan không? Bị gà nó mổ gãy rồi, cái lên mầm mới nè. Rồi để đếm thôi các bạn ha, chứ hồi nãy mình đếm mình lộn xộn quá. Nào 1 2 3 5 8 10 11. Cái này chắc có con củ, hai củ này các bạn ơi. Mình test ra được 2 củ. Đó. Vậy đi, để mình cho mình thấy sự phát triển của mình, chứ không để mình trồng hoài mà không thấy nó lớn à. Đó, 2 nè. Cái này cũng 2 nè các bạn. Tại vì lúc mình mua củ người ta bán cho mình nó xíu rồi chứ không có bự gì đâu. Đó. Tao test và tao tính cho mình đó các bạn. 10 đồng. 10 đồng 29 củ với lại 10 ship nữa. Đó, là 4 rồi nè. Cái này chắc test ra cũng được nữa đây. Nên ta tin bán mình nó tính như vậy. Bây giờ mình tự trồng mình cũng tự tính vậy luôn đi. cho không bị mất phần á. Cho không thấy cái đường ra ranh của nó. Chắc nó có con cũ không cắt được đâu. 5 6 7 8 9 10 11 12. Em này mấy cũ đây? 13 14 15 16 17
28, 29, 20, 21, 22, 24. Wow, nhiều dữ rồi ha, lợi rồi các bạn ơi. 26, 28, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46. Được hai củ không ta? Được á. Đó mà có chỗ tét rồi cũng giáp tét lắm rồi. Đó, được như đó đó các bạn. Vậy là có lời ha. Bây giờ bắt đầu mình qua kiểu Huế ha. Kiểu Huế cũng làm giống vậy đúng không các bạn? Đó. Em nhỏ nhỏ thôi, không có lớn đâu. Mày cũng được hai củ này, nó cũng phát sợ. Hai nè. Ba. Kiểu Huế phát triển ghê ha. Nè, ta trao trình 4 luôn nữa các bạn. 21 các bạn ha. 7. Rồi vậy mình đem đi trồng thôi các bạn. 8. 3 củ. 11. 12. 13. 15, 17, 18. Và đây là thành quả của mình sau khi mình đã cắt hết đống kiệu rồi các bạn. Đó thì bây giờ mình sẽ đem đi trồng. Các bạn ơi, vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn biết rằng khi nào thì chúng ta thu hoạch kiệu ha các bạn ha. Và cách làm kiệu giống để đi trồng á các bạn. Đó. Các bạn nào đến với kênh Minh thì nhớ subscribe kênh của Minh, ủng hộ Minh nha các bạn. Để khi nào có video mới á, các bạn sẽ được coi xem trước tiên. Các bạn ơi, những cái củ tròn tròn như thế này nè, nhưng mà ở trong này nó có cái ngấn á, là như vậy là hai á, là trong này có hai củ luôn đó các bạn. Nãy giờ Minh nghiên cứu rồi, Minh thấy rồi đây nè, đó. Nó có hai củ này nè, đó, các bạn nghe. Đó, đó, vậy đó. Ủa không phải. Thì là cái này là cái bông hả? Là thôi chơi một chút chơi kinh nghiệm chia sẻ với các bạn để các bạn ở vùng lạnh có thể trồng trọt và biết được rằng là mình trồng kiệu vào tháng mấy ha. Cảm ơn các bạn, hẹn các bạn trong video sau. Những chậu kiệu của mình đó các bạn, những cây kiệu của mình bị gà nó bới lên rồi đó, mình trồng lại thì bây giờ nó đông đá cho nên là mình phải làm kiểu này nè các bạn. Để giữ ấm cho nó là một, thứ hai là mình không có cho nước mưa nhiều vô trong đó. Nước mưa nhiều vô các bạn biết sao không, nó cái phân nó chảy ra ngoài hết uổng của mình nè, cho nên nó là mình chịu khó mình đậy nó lại vậy đó các bạn. Mình đậy bằng tấm kiến thôi, mình không đậy kính cho nó có độ hở á. Nhưng mà nếu mà trường hợp mình quên á thì nó cũng như là cái viên hao cho nó vậy đó, để cho nó sống thử coi mùa đông này nó tốt hay không ha các bạn ha. Những cây kiệu của Minh á các bạn, những cái kiệu sau khi Minh trồng xuống á thì bắt đầu nó bén rễ và rồi phát triển nè các bạn. Nhìn nó phát triển cũng tốt ghê á, mà bây giờ là cuối mùa thu rồi đó, thì nó vẫn sống qua mùa đông nhưng mà nó sẽ không phát triển nữa, nó đứng đó thôi, rồi mùa hè nó mới phát triển các bạn ơi. Đó, mình thấy nó có bông rồi các bạn. Đó, nó có bông rồi các bạn ơi. Đó, nó có bông nè. Cái này là chắc nó do nó bị nghẹn á. Đáng lẽ nó bị có bông á, nhưng mà tại vì con gà nó bới nó lên rồi mình hốt nó lên cho nên nó ngậm đó. Rồi bây giờ mình trồng xuống là nó lên bông liền luôn các bạn. Các bạn thấy vui không? Đó, mình trồng ở trong đây. Rồi cái để khi nào mà nó có giống nhiều nhiều, cái mình nhân giống ra nữa. Mình mua là
20 đồng mà có 29 củ thôi đó các bạn. Không phải là mắc đâu, tại vì cái tiền cước phí á các bạn, mình phải trả tiền cước phí 10 đồng. Thì mình muốn gây giống thì mình phải như vậy thôi. Tại cái này á, mình muốn trồng để mình ăn á các bạn. Mình cũng thích ăn kiệu, mà anh xã mình cũng thích ăn kiệu nữa. Cho nên mình ráng mình mua mình trồng. Ở cái xứ mà mình không có quen ai hết á các bạn, mình kiếm giống khó lắm luôn á. Cho nên khi mà nghe người ta bán là bằng mỗi giá mình cũng mua. Mình mua để mình nhân giống, cho nên dù ít thiệt nhưng mà từ từ mình sẽ có. Bên này là mình có kiệu quế. Sau khi mình than thở, mình có người em ở Cali gửi cho mình nấm kiệu quế. Này mà cải quá à, trời nó cải thì cải, mà trong này không phải là chỗ của cải. Rồi để cây mùa đông nó sống ra sao ha.